Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh bán hàng của đồ gỗ mỹ nghệ xuất tàu chúng em nhé. Hôm nay cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ xuất tàu của chúng em xin giới thiệu đến toàn thể quý anh chị khách hàng hai bộ minh trọng được làm trên chất liệu là gỗ cẩm lai. Hôm nay em hoàn thiện xong, hoàn thành xong hàng đặt của anh Giai tại Sài Gòn, anh Giai Tuấn Sài Gòn. Và hôm nay em nhân tiện đây, em trước khi bàn giao em cũng giới thiệu luôn cho mọi người để mọi người có thể là có nhu cầu đặt hàng thì có thể là liên hệ cho em Khánh để em Khánh có thể phục vụ những cái đồ gỗ nhà Minh nhà Thanh cho quý anh chị khách hàng sở hữu nhé. Rồi, và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết cho quý anh chị khách hàng cùng xem. Vâng, và đây là một bộ ba ghế minh trọc làm trên chất liệu là gỗ cẩm. Như anh chị có thể thấy, hàng cực kỳ là đều màu, chọn vân, cực kỳ là đẹp. Ván vách là hai tấm, một cùng một cục. Và hai ván ghế cũng là cùng một cục nha các bác nhé. Ván đôn kẹp thì là hàng ván khác. Còn hai chiếc ván mà ghế ngồi là cùng một cây, cũng như là ván vách dựa lưng. Và hàng là hàng làm mé tàu mộng kẹp các bác nhé. Bộ sản phẩm này dáng dấp thì cực kỳ là đẹp. Hàng Minh Đế thì các bác dùng muôn năm rồi, gần như là chỉ gọi là thay đổi một chút những các năm gọi là nâng cấp thôi. Còn dáng dấp hay tất cả mọi thứ thì bao nhiêu năm vẫn là vậy, có độ đẹp, gọi là độ đẹp theo thời gian. Các bác chơi những cái hàng này thì không bao giờ lo về gọi là thay đổi mẫu mã, các bác chơi trăm năm vẫn như thế. Hàng này thì được dân Việt Nam rất chi là thích, cũng như là Trung Quốc rất chi là thích. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em Khánh qua số điện thoại và địa chỉ xem hàng trực tiếp tại làng nghề Vân Điểm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội nhé, để các bác mua được hàng với đúng giá trị thực của bộ sản phẩm nhé quý anh chị nhé. Em cung cấp rất là nhiều mẫu mã giao buôn cũng như là bán lẻ, thì nên là bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em Khánh qua số điện thoại cũng như là địa chỉ ở trên màn ảnh đây để được em Khánh tư vấn nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video bán hàng tiếp theo của đồ gỗ mỹ nghệ xuất tàu.